Mấy bạn thì bữa nay mình cũng tranh thủ mình đi quay toàn cảnh cho mấy bạn xem thì bữa nay có bao nhiêu đám ha. Thì mình có hỏi nghe nói là 11 đám các bạn. Thì bây giờ mấy bạn cùng theo mình đi xem ai tổng quan 11 đám thì dân sẽ vui như thế nào ha. Hiện tại mình đang đứng ở phần cổng trước các bạn, cổng trước là phần đường dưới nè. Thì hiện tại cũng có đang đám dân vô nữa các bạn. Đó. Thì mình sẽ quay vài đám đi vào. Rồi hồi mình quay cái lúc mà người ta dân hết đó bạn, bao nhiêu đám dân vòng quanh chùa thì mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem ha. Rồi giờ mấy bạn cùng theo chân mình nha. Các bạn thấy video này hay nhớ cho mình quay đăng ký kênh để dùng nha. Ok, go. Come on.
mấy đám bạn mà. Thank you.
và mấy đám dân vô trong chùa hết đó bạn, đang chờ sắp xếp á, thì mình cũng quay bớt mấy cái chỗ dừng chân của mấy đám này cho các bạn xem, rồi hồi sắp xếp xong hết là tới giờ và người ta sẽ dừng ha, rồi giờ theo mình nha. Kêu mẹo nhẹ cái thôi không mẹo. ก็มาเลยกับป้องเราถูกยิงกันเลยนะรถกับตุ๊กตาถูกกันเลยนะต้องไปตุ๊กกันเลยน้องเลยกันเลยน้องยังไงสำหรับพาที่เพื่อนประกาศบอกเพื่อนกันเลยเรื่องเดียวที่ยังเดียวจำเมื่อจำเมื่อกี้ตัวให้เอ้ยเพื่อนต้องมาจะทำกรรมการก็เลยเพื่อไปลงเราไปได้ยึดจอมมาเสียสละสมองสมองทุก Vậy mà
นี่ทางกระดานกาประจำบ้านโนวัดตรอกกุ้งโจนะจูงคุยขึ้นกระดองเต้าไอโนคณะจ้าประจำบ้านโนสระบุรีปงสบีนเจนโจลไอใหญ่ใหญ่มีจุดน้ำไว้เจนโจลทางกระดองไปกระดองไปตีทั้งไอ้ดังไอ้กับท่านนาเทียนวัดกับปงอีกรูปปงไตรร้อยสักเรียกรบสระไลน์นั่งรอปานอภิญญาการมาวิธีเวติกาเกิดหอปอซาตอบังกัทนาเตียงปุญญาปัญจองกัทนาเตียงนุทนายปรำปืนหน้าทึกปรำปืนกอดแขกนักทางทองไปจะสักพุทธตรายปีปอนมังเฮตะคันวัดกำบองมีกรดบงเชยเยินนั้นส่งกระบตองกำนำประพฤติศาสนาเกี่ยมวยเยินขยมส่งเมตตาใจbãi giữ xe đông quá trời đông luôn rồi quá đông đây là khu nhà ăn mới xây đó bạn gần hoàn thành rồi mình thấy còn dàn giáo ở trong kìa gần tới giờ dừng rồi đó
rất là đông người đi xem luôn các bạn. Hai cha con hả? Cả nhà. Bữa nay chủ nhật mà rảnh chứ, bữa nay đâu đi vào đâu. Đang đi làm kìa. Bé ơi. Ấy chá. Đi vào đây gặp. Có đăng ký kênh chưa? Rồi phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
bên trong chính điện nha các bạn. Thì video mình cũng xin kết thúc ở đây ha. Năm nay khá đông, nó hơi bận rộn tí.